Các bạn, trên tay mình đây là cảm biến vân tay của điện thoại Redmi 3 Pro đang chờ thay mới tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên điện thoại Redmi 3 Pro không sử dụng được, sử dụng được lúc không chập chờn, cầm địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Redmi 3 Pro nói chung và cảm biến vân tay của máy nói riêng thay mới vị các bạn khi cần. Thì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Redmi 3 Pro hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và bạn.